Thưa quý vị, chiều qua ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Bến Tre, nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện, đầu tư xây dựng năm 2022, 4 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong năm 2023. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện cung cấp điện theo phương thức không điều hòa, tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện văn hóa chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời ưu tiên không cắt điện các địa điểm trên, trừ trường hợp bất khả kháng sự cố xảy ra. Tổng sản lượng điện nhận lũy kế 4 tháng đạt 676.723.465 kW, giảm 1,95% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm lũy kế đến tháng 4 năm 2023 là 639.611.590 kW, cao hơn 0,2% so với cùng kỳ và đạt 30,46% so với kế hoạch tổng công ty giao năm 2023. Lũy kế điện năng tiết kiệm đến tháng 4 là 14.768.723 kW, đạt 2,26% sản lượng điện thương phẩm. Tổng số hộ dân có điện đến tháng 4 năm 2023 là 401.837 hộ trên 401.949 tổng số hộ, đạt tỷ lệ 99,97% bằng so với cùng kỳ. Kế hoạch trong năm 2023, Công ty Điện lực Bến Tre đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điều kiện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý, với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh, tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao, đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình điện, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn vay thương mại và vay vốn ODA. Dịp này, công ty cũng kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt, vận động các hộ dân có đường dây đi qua ủng hộ các chủ trương chính sách của nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp điện. Kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến đến Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, ưu tiên đầu tư các công trình đường dây tải điện tại công văn số 911 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 và 2024 để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tạo điều kiện để giải tỏa công suất các dự án điện gió lên lưới điện quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của ngành điện trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của Công ty Điện lực Bến Tre và cho biết sẽ kiến nghị lên Quốc hội, song song đó sẽ tổng hợp kiến nghị của công ty gửi đến các bộ ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, hiện nay nhu cầu về điện rất lớn, nhất là điện phục vụ nuôi thủy sản. Theo đó, ông đề nghị ngành điện tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ các địa phương có đủ điện để sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố về điện, đồng hành cùng với lãnh đạo tỉnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.